đối với những cây bưởi mọc đã trọn thịt thì sau khi ra xong thì chúng ta quan sát tán lá để xem coi nó đã đủ điều kiện để xử lý ra ngoài không. Tiếp thí sinh kiểm tra lại thông tin nếu thấy không chính xác và hồi ngay để nơi đăng ký dự thi qua phần mềm quản lý thi. Thu hoạch táo không, thì xin hỏi anh Minh là ở cái giai đoạn sau thu hoạch táo thì có những